Tuyên ngôn nhân quyền cổ điển nhất thế giới, Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2023 đã trôi qua, những âm hưởng của hội nghị vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ và trăn trở của tôi. Đây là lần thứ ba tôi đến tham dự và mỗi lần đến tôi đều nhận được một bài học giá trị mới. Mỗi lần đến tham dự hội nghị là một lần tôi cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trước những trải nghiệm đau thương của các nạn nhân bị bắt hại, những tâm hồn cao thượng sẵn sàng bỏ qua các lợi nhuận hàng triệu mỹ kim để tranh đấu cho tự do tôn giáo và những kiến thức mở mang cho tầm nhìn hạn hẹp của bản thân. Tại hội nghị thượng đỉnh năm nay, tôi được học hỏi về bản tuyên ngôn nhân quyền cổ điển nhất của nhân loại. Tôi gọi văn bản vừa được tiếp cận là cổ điển bởi nó đã xuất hiện trước cả bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời năm 1948 mà giới đấu tranh cho nhân quyền đều khá quen thuộc. Bản nhân quyền cổ điển nhất này chính là chiếu chỉ đăng quang của Crux Đại Đế, Vương quốc Ba Tư là Iran ngày nay, vào khoảng năm 539 trước công nguyên. Sau khi chinh phục được đế chế Babylon, chiếu chỉ này được ghi lại trên một ống hình trụ bằng đất sét nung, được gọi là Crux Quinder. Một số chữ trên hình trụ này đã bị vỡ, làm mất đi nhiều đoạn. Vì hiếu kỳ và muốn hiểu thêm chi tiết, tôi đã tìm kiếm từ Internet để truy ra văn bản này. Tôi xin tạm dịch một đoạn mà tôi thấy lý thú và đồng thời liên quan trực tiếp đến một số quyền tự căn bản dưới đây. Giờ đây, khi tôi vương miện của Vương quốc Ba Tư, ta tuyên bố rằng ta sẽ tôn trọng truyền thống, phong tục và tôn giáo của các đất nước trong đế chế của ta và không bao giờ để bất kỳ vị toàn quyền nào và cấp dưới nào của ta coi thường hoặc xúc phạm đến các tôn giáo và phong tục ấy. Ta sẽ không áp đặt thế chế quân chủ của ta lên bất kỳ đất nước nào. Mỗi người được tự do chấp nhận nó, và nếu bất kỳ ai từ chối nó, ta không bao giờ dùng chiến tranh để thống trị. Ta sẽ không bao giờ để một ai áp bức bất kỳ ai khác. Và nếu điều đó xảy ra, ta sẽ thu lại quyền của họ và trừng phạt kẻ áp bức. Ta sẽ không bao giờ để bất kỳ ai chiếm đoạt tài sản, động sản và đất đai của người khác bằng luật hoặc bằng không bồi thường. Ngày nào ta còn sống, ta sẽ ngăn cấm lao động cưỡng bức không công. Ngày hôm nay, ta tuyên bố rằng mọi người đều được tự do lựa chọn tôn giáo. Mọi người được tự do sống ở tất cả các vùng và nhận một công việc miễn là họ không bao giờ vi phạm các quyền của người khác. Tuy có một số tranh cãi về tính xác thực của nội dung chiếu chỉ này, lịch sử công nhận Crux Đại Đế đã có những hành vi khai phóng cụ thể. Nếu trong chiếu chỉ này bao gồm việc cho 50.000 tù nhân Do Thái bị bắt bởi đế chế Babylon hồi hương và những tiền thuế của dân Ba Tư, xây lại đền thờ của người Do Thái, nhiều sử gia đều cho rằng Crux là một thiên tài quân sự và chính trị gia lỗi lạc qua chính sách khôn ngoan của việc đối xử nhân đạo. Khi chiếm thành Babylon, ông ta đã cho các tôn giáo trước đó bị cấm cản được phục hoạt. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm.